sếp không? Sếp chào. À, tôi mới xem cái mẫu live stream của bà Hậu ở bên cửa hàng nhỏ Di Bằng. À, nhiệm vụ tôi giao cho cậu còn làm cái đâu? Dạ, em đã kiếm được người mà có thể thay thế được bà Hậu rồi sao? Tốt lắm. Tôi nghĩ như vậy. Chứ chúng ta đã có được người mẫu rồi thì chúng ta hãy bắt đầu tiến hành cái kế hoạch nghiên cứu bà Hậu live stream. Nhớ chú ý cái nét cứu được bạn, cái nét cười, nét ăn, nét thở, nét đưa đẩy, nghiên cứu tất cả rồi áp dụng cho nhỏ người mẫu công ty mình. Dạ. Tôi chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Dạ. À, người mẫu thì đã có rồi. Bây giờ á, mình chỉ cần là đưa cái kịch bản mình dàn dựng cho cái người mẫu đó học theo là được chứ. Tất nhiên rồi, Dạ. tôi muốn biết người mẫu mình là ai. Dạ. Ủa gì là sao? Sao đưa cho chiếc gương rồi thấy hình tôi là người mẫu à? Cậu sai rồi, tôi là mẫu người, người có một mẫu. Sếp phải chiêm nghiệm thật là kỹ lại cái người nào mà có ngoại hình đẹp hơn bà Hậu là sếp, cái người nào mà có thể phù hợp với tất cả các mọi thời trang từ già trẻ lớn bé còn đứt chấp luôn là sếp, cái người nào mà có thể khả năng ăn nói lưu loát quyền lực và cuốn hút là sếp, ai ngoài sếp có thể thay thế bà Hậu được. Tôi dễ tin lắm đó nghe, nói thì tôi tin liền đó. Tin đi, đi. Thôi được rồi, đi công ty này, tôi sẽ. Bây giờ phải nói như thế nào đây? Lần đầu live stream, đây, sếp ơi. Đạo cụ tới. Thiết bị đầy đủ, đồ xịn đàng hoàng nha. Có cây này gặp em thấy màu xịn nữa, cây bên cửa hàng mình đi mặc nữa. Rồi, sếp, tự tin chưa? Cố là sếp. Nhưng mà nói nghe nè, họ phải cho tôi tập lại trước lần đi. Sếp ơi, mình tập nó xong rồi nói không có tự nhiên. Ở bên đó, tôi không có tập đâu. Vậy hả? Thôi, vì mà cờ sắc áo công ty này, tôi sẵn sàng sẽ lái một cách hết sức là tự nhiên và duyên dáng. Dạ, cảm ơn sếp. Rồi, 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 rồi. Bắt đầu coi cho. Đây, đang vô, mọi người đã vô. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, hãy giới thiệu với bạn bè mình chào xem buổi livestream của Lucy đi. Hả? Lucy là ai ạ? Xin giới thiệu với mọi người, Lucy là mình, tổng giám đốc công ty thời trang Emanize. À, trước khi có buổi livestream này thì Lucy xin được phép chia sẻ về quá trình thành lập công ty của mình. Công ty của mình được thành lập 4 năm chuyên về mảng thời trang nữ. Nếu như các bạn là nữ thì hãy đến với Lucy. Lucy sẽ tư vấn cho các bạn. Hãy gặp gỡ Lucy, một người phụ nữ dễ thương, trẻ trung và xinh đẹp. Lucy hèn lắm. Lucy là một người phụ nữ rất là đáng yêu và đặc biệt. Lucy không chồng mà lại có con. Đâu phải là học cổ đông hay học là công ty đâu, chỉ xét làm vậy. Ủa vậy hả? Lần đầu tiên người ta like mà. Xin lỗi mọi người nha, lượt bị cúp điện. Bây giờ Lucy trở lại. À đúng rồi, Lucy dễ thương như vậy đó. Lucy có một cái số phận hết sức là éo le. Nhưng mà bằng nghị lực của một cô gái, Lucy đã vượt qua chính mình. Và Lucy đã nuôi đứa bé không lớn. À em bé được nhiêu tuổi hả? Năm nay nó được 20 mấy tuổi. Xin lỗi. Vô giúp đời chút. Trời ơi, mấy người thông cảm cho tôi bị áp lực căng thẳng. Bạn bị yếu, xin lỗi mọi người. À, công ty Lucy chuyên thiết kế về thời trang nữ. Đây đây, xin giới thiệu cho mọi người. Đây là bộ sưu tập của công ty của Lucy nè. À, đứng gần Lucy, đây là một cái sản phẩm rất là tinh tế, rất là gần gũi, thiết thực với cuộc sống của các bạn. À, đây là một chiếc áo khoác. Nếu như mà mùa đông á, chúng ta khoác cái chiếc áo khoác này thì chúng ta sẽ có một mùa đông thiệt là ấm áp. Còn nếu như mùa hè chúng ta cũng hãy khoác. Dạ, ủa sao thả phân nộ. Cái này là chưa hiểu Lucy nè. Mùa hè chúng ta khoác áo khoác này thì chúng ta sẽ được che mưa, thậm chí là che nắng luôn, nó bảo vệ làn da của mình. Thế nào chốt nhiều ở. À cái này là sai, CS à, rồi hổn nha. Hãy tin nhắn cho Lucy nha. Lucy sẽ giao áo cho nha. Ô, còn chiếc áo nào nữa không? Đây còn một cái chiếc áo này, chiếc sơ mi rất là dễ thương, có cái màu rất là nhã
chấp nhận mà Lucy đi làm Lucy cũng rất thích. Nếu như Lucy thích thì các bạn hãy thích giống Lucy đi nè, để tương lai các bạn cũng trở thành một giám đốc thời trang. À chốt đơn hả? Rồi cho mình xem S, cho mình thích xem S không? Em bờ có luôn rồi, mấy cái nè, 3 cái nè, dùng 3 cái luôn nè. Rồi cảm ơn bạn nha, giá y muốn chơi Lucy nha. Còn đây, nếu như mà các bạn á cảm thấy cái thân hình mình, nhất là những người phụ nữ mà có tuổi một chút xíu đó, à cái người mình mặc hơi chút cắt tròn trịa đó, thì Lucy gợi ý nha, một sự gợi ý hoàn hảo. Đây là chiếc đầm màu đen là một cái màu quyền lực. Chúng ta hãy mặc màu đen để che giấu cái sự phì nhiêu của chúng ta và tôn lên cái sự gợi cảm của chúng ta. Đây chiếc đầm eo, ai thích eo nè, đúng rồi, bút cho Lucy đi. Mấy cái, 10 cái hả? 12 cái Lucy cũng có nữa. Cảm ơn mọi người. Ê, mấy nghe nè, mọi người ơi, nhưng mà nếu mà mua mà đầm đen nha, mọi người cố gắng là tìm công ty MNIC nha, đừng có qua công ty Nhi. Nhi là ai hả? Nhi là Nhi Bạch đó. Trời ơi, nó được giỡn mà. Thôi, bị ném đá chết luôn á. Vậy kỳ lắm, sao tôi không được. Trời ơi, tôi nãy giờ tôi nói mà tôi đứt hơi thở luôn á, mọi người chê tôi mà. Không biết giờ cô cậu qua làm đi. Không được, sếp làm đi sếp. Khổ ghê vậy đó, thiệt tình á, tốn gì công ty này hả? Tốn có được cực gì đâu. Lưu xin lại trở lại với các bạn. Nếu như mà có những cái cô nàng mà trẻ trung xinh đẹp thường xuyên xuống phố đó, thì Lucy cũng có cái gợi ý vậy nè. Đây là những chiếc váy dễ thương cũng cỡn đó. Vậy đặc biệt là thậm chí Lucy cũng hay mặc chiếc áo này cho nó đáng yêu. Rồi CS nè, ai thích S nè, thì tốt cho Lucy đi nha. Cảm ơn mọi người. Vậy lấy 11 bộ ạ? Có luôn, Lucy còn giữ 20 bộ để xin sợ. Nhìn vui. Nhớ nha. Gì nữa? Kiếm cái gì đó chị em đuôi lên ta ra là hết rồi em. Sao mà chàng nãy giờ cười tôi đảo một cái tôi vẽ mà sao càng ngày cho càng tổ cơ cái tự nhiên chừng cho. Ủa sao đang nói chân bụng mình tôi nói chuyện với cái máy vậy? Kiếm cái gì mà nói chuyện vui vẻ nữa, nhiều bán đồ nhiều kể chuyện vui chứ đâu phải là bán đồ nói chuyện gì nữa. Trời ơi, tôi làm cái gì mọi người chịu chê hết đó, không có hài lòng. Thôi để đi ăn chỗ khác đi. Lần đầu tiên người ta làm mình áo áp lực thì mình đau quá à. Đi hết đi. Phiền quá. Những người trẻ chữ chê không bao giờ am hiểu. Hãy đến với thời trang em hiện nay, các bạn sẽ tha hồ lựa chọn các sản phẩm các bạn thích. Bên cạnh đó, các bạn sẽ cảm nhận chất liệu của từng loại vải. Các bạn sẽ theo phiêu đời, phiêu cuộc sống. Các bạn biết không, red coat luôn là từ khóa của những buổi tiệc và màu sắc không thể thiếu đó chính là màu đen. Em thấy hình như là Lucy đang lại thấy nhiều kìa. Sao mà lại được vậy? Trời ơi. Ồ, anh lại đến trễ nữa. Vậy thì hãy chọn màu đen. Màu đen là một lời cảnh báo đầy bí ẩn của mình dành cho anh ấy, để anh ấy biết được tâm trạng của mình. Lucy sẵn sàng tiếp đón các bạn. Lucy rất gần gũi với các bạn. Chỉ có thay cái tên cửa hàng của mình cũng không tin thành cái cửa hàng. Dạ. Ngăn cản lên đường đừng cho lại tôi lại đi về chết đó. Sao rồi chết rồi? Muộn mày không có ngăn cản được đâu. Con muốn sống được mẹ rồi bắt đầu rồi nè. Năm mắt mười mắt rồi nha. Chắc tôi vô sáng sớm. Lucy rất là gần gũi với mọi người. Không tin thì cứ đến với Lucy đi. Lucy sẽ tư vấn cho mọi người. Ở đây Lucy rất là nhiệt tình chăm sóc khách hàng, không như là Duy Nhiên. Không dám nhận, chỉ có đi không chết. Cảm ơn nha. Ủa sao? Anh có 50 mắt, bây giờ nó 200-300 mắt rồi nè. Cảm ơn thím hai. Cảm ơn bà bán cá. Cảm ơn. Nhớ mua đầm cho bà bán cá. Nhớ nha. Đầm xe kia là nhìn thấy. Đây này, người ta chủ cho này. Tôi nói y che cô này, họ đúng là người bắt chúa. Cái tiệm này thương hiệu của người ta. Thôi, lâu lâu được dịp.
tuổi, sếp rửa bằng mặt ạc cao của sếp đi rồi, sếp rửa bằng cái bút quen. Cái thứ già đầu lùn mà còn sân si đi ăn cắp ý tưởng của người khác, nhục. Sếp chửi nặng dữ vậy? Bình thường chửi mình, giờ mình chửi lại. Sếp ơi, thật là tụi em tồi quá. Dành thu như vậy phải chứ, tôi rất là vất vả. Cảm ơn cậu Trình nha, cảm ơn cô luôn nè. Từ bây giờ tôi có thể ngạo nghễ ra đường nói với mọi người, tôi Lucy nữ hoàng Lai Chi. Không có cửa. Sếp ơi, người ta chửi quá trời luôn đó sếp. Đâu chửi, chửi cái nào? Thỉnh thoảng thì cũng có đứa nó nói tôi mặt 40, tôi mặt già giống như là 50. Mà kể có sao đâu, trời, tôi không có quan tâm đến cái chuyện này. Miễn sao mà công ty mình doanh thu cao là tôi vui rồi. Tôi vì mọi người đó. Nè, bây giờ vậy, tôi giao nhiệm vụ cho mọi người nha. Bây giờ nhớ qua công ty Nini theo dõi, coi bên đó đó, nhỏ đó nó làm cái gì á, báo tôi. Làm y chang gì mình bán gì là mình có tiền, đúng không? Vậy là bây giờ mình phải đổi cái chất lượng sản phẩm để cạnh tranh với Nini không? Dạ, có nghĩa là mình phải làm cái chất lượng của mình nó giảm xuống bằng cái hả? Cô Biên, cô bớt đi. Nói bậy bạ không à, tôi yêu cầu cô phối hợp với cậu Trình ở cái phòng sắc nào. Còn cái mảng truyền thông thì để thôi, bởi vì tôi đã trở thành một người nổi tiếng. Xin mời. Không bay xếp được của livestream phải không chứ? Tại sao vậy? Tôi đang làm rất là hay và tôi đang có giấc mơ streamer. Tôi thích quá. Giờ không lẽ nói sợ mất mặt, không dám cho ba làm. Tôi không làm thì ai sẽ làm? Em định là mời bà Hậu về công ty mình luôn. Không được. Chắc định không được, 100% không được. Vậy thì sếp đang livestream rất là ổn. Tự nhiên mời cô Hậu về ăn chim với sếp livestream cũng được mà. Được cái gì mà được? Mời cô Hậu về chi cho tốn tiền. Ổn cái gì mà ổn? Được cái chỗ nào? Toàn là vô nghe người ta chửi không mà được cái gì? Chẳng qua là người ta ghét tị với mình thôi. Dạ đúng rồi, nhưng là sếp ơi, cái này nó giống như là mình úp một cái bài văn lên, mình đã bị sai lỗi chính tả nhẹ nhẹ thôi, sao có tí xíu thôi. Thì người ta vô, người ta comment, người ta chỉnh sửa cho mình, người ta góp ý. Thì cái đó người ta gọi là phản ứng truyền thông. Càng nhiều người chửi thì sẽ càng có nhiều người coi cái livestream của mình. Có nhiều thì từ từ người ta phát hiện ra được cái nét đẹp tiềm ẩn của sếp. Cái nét đẹp ẩn sâu mấy chục năm qua chưa ai thấy, lúc đó người ta mới thấy được. Lúc đó người ta tự dưng yêu quý sếp giống như là đang yêu quý bà Hậu vậy đó. Cô Miên, cô đã hết tiền thì chúc mừng cô. Tôi nghĩ cái chuyện này á, cậu không có rành đâu. Hãy để cho cô Miên làm, theo cô Miên đi ha. Còn riêng tôi, bây giờ tôi đi. Từ ngày tôi làm người nổi tiếng, tôi vất vả quá. Chắc đây cho người nổi tiếng đi. Trời ơi, nếu mà sếp lo bán được nhiều hàng và cứ bất chấp ở bên cô Miên á, thì mẹ mình sẽ bị đuổi việc. Không vậy đi, cho đỡ mất mặt.